ra là nắng thế này đó, đó bà con. Dạ. Yeah. Vui, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay ngày cuối tuần nữa rồi. Xin chúc tất cả mọi người có một ngày mới, ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui với gia đình của mình nha. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2023. Huế cũng tiếp tục nắng nóng. Cách đây không lâu, chiều hôm qua là buổi tối có trận cuồng phong. Dạ, hôm qua có mưa giông, một trận mưa khá là lớn, cho nên ở đêm thời tiết nó dịu xuống, nó cũng đỡ đấy mọi người. Đêm dịu xuống khoảng còn đêm khuya khoảng còn 24-25 độ, rất là mát luôn, để chống lại những cái ngày nắng gắt trước. Thì hôm qua tự nhiên có cơn mưa giông, cũng làm cho người Huế thấy mát đi đôi chút. Cũng như sáng nay nặng lên nhưng mà nóng nó giảm bớt. Dạ. Yeah. Mặc dù việc là trưa là cũng là nắng gắt, nhưng mà đêm mưa thì sáng ngày có đỡ. Dạ. Yeah. À đây, chúng ta đang ngang qua cái kiệt của Phan Đình Phùng thông ra đường Nguyễn Huệ, là kiệt mà có những cái tiệm bèo nằm lọc. Cũng có tiền ở Huế đâu mọi người, 2-3 tiệm bạn à bèo nằm lọc á, bên công an đình. Đây, chúng ta băng ngang qua đường Nguyễn Huệ ra hướng tuyến phố Lê Hồng Phong. Giờ thì hành trình ngang qua phố chợ mỗi ngày mới, cập nhật thông tin ở Huế đôi chút. À, 4-5 giờ chiều trời bắt đầu gió, trận cuồng phong rất là mạnh luôn, như cơn gió lốc ấy, rồi sấm sét, đến tối thì mưa. Nhưng một lúc nữa thì đâu lại vào đó, vì thời tiết nó đang nóng dần lên lại rồi mọi người. Dạ. Dạ, và dự báo cho ngày hôm nay 22 tháng 4 năm 2023 thì từ 26 đến 36 độ C. Hình như có giảm đi một độ, giảm lùi một tí. 36 trở về trưa thì đi trên đường thì phải có 7-8 độ C. Hôm qua có một anh đi taxi, anh nói xe anh là trong tình trạng 40 độ C. Nếu như khách mà lấy ngồi chạy khoảng 2-3 cây số thì khách vừa xuống xe bắt đầu mới có tí dịu mặt. Dạ. Yeah. Nóng rất là gắt luôn. Xe taxi nếu mà chạy liên tục thì nó sẽ mát, chứ chỉ còn cần dừng lại không có khách đầu đổ nửa tiếng một giờ sau mà bắt đầu khách lấy ngồi chịu cũng nổi. Dạ. Yeah. Lê Hồng Phong thì ra thông ra tuyến phố Đồng Đá. Từ sáng ra khu vực này lúc nào cũng đông mọi người, nhà hàng quán, hàng ăn, hàng cà phê giải khát đông lắm, đặc biệt những ngày cuối tuần đấy nữa.
đây là thành phố Bến Nghé. Mùa này bắt đầu vô mùa du lịch rồi, xe cộ đông ghê chứ. Xe những chiếc xe ngoài tỉnh chở khách vào cả khách sạn. Đường Bến Nghé, Hùng Vương thì những cái đường lớn của Huế. Rất là nhiều khách sạn, nhà hàng mọi người. Nhiều. Rất tiền. Ở đi chờ rất tiền. À, đây khu vực đường Phó Đức Chính rẽ về hướng Trần Quang Khải, ngang qua đây cũng có những cái cảnh họp chợ thường xuyên của bà con khu vực này. Bên đây đô thị người ta cho bạn lấn chiếm lề đường cho nên là bà con phải răm rắp nghe theo và ngồi sát phía trong, khỏi ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Yeah. Huế rất may là nhiều tuyến đường có còn, người ta trồng nhiều cây xanh, cây lâu năm, nó có mát đi đâu mọi người. Yeah. Chứ không là khắc nghiệt lắm luôn, nặng lắm luôn đó. Oh, gặp một đoàn xích lô nè. Đó, đoàn xích lô này họ chạy bắt đầu đi từ các khách sạn họ ở, sáng ra bắt đầu theo tour đi tham quan các nơi của Huế đó. Nắng nôi mùa du lịch thì bà con khó có mang việc làm, đặc biệt xích lô để các cái cửa hàng làm ăn là dễ mọi người, khách lúc nào cũng có. Còn như đêm qua bắt đầu đêm cuối tuần thì là các cái phố đêm hoạt động, phố đi bộ, nhưng mà trận mưa giông đó thì đến 8-9 giờ thì các cái tuyến phố đi bộ cái đêm là giang dở rồi. Dạ. Được cái mặt này mức mặt kia mặt mẹ cho người dân thì trải lại thì những cái gian hàng không được làm ăn bán trên đường vào dịp cuối tuần. Yeah. Mà không mưa thì nóng lắm, tiếng nổi đi ra đường mưa cái nó dịu bớt này. Yeah. Đây những tuyến phố phố Tây của Huế chúng ta ngang qua đây là đường Chú và Chú Văn An, từ Nguyễn Thái Học thông ra Lê Lợi. Dạ, thì những hình ảnh sáng nay ngày 22 tháng 4 năm 2023, hy vọng mọi người cùng biết thêm. Dạ. Dự báo cho ngày hôm nay thời tiết cũng nắng gắt nha mọi người, nhiệt độ thời tiết từ 26 đến 36 độ C cho ngày hôm nay. Dạ. Và hy vọng mọi người xem phải chuẩn bị những hình ảnh của Huế sáng nay. Dạ, em vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Chia sẻ mọi người đừng quên nhấn tặng em với một người một like cũng như một đăng ký nhé. Dạ. Yeah. Để em vui có động lực ra nhiều video nữa để bà con thăm Huế. Dạ. Yeah, em vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Sáng nay cuối tuần đông ghê chưa? Khách trường kia đây à?
cầu đập đá.